Khi bắt đầu học AutoCAD thì những người hướng dẫn thường cho các bạn làm các dạng bài tập giống như vậy. Thì những bài tập này mục đích là để cho các bạn thuộc lòng các lệnh. Thì càng thực hành nhiều thì mấy bạn càng nhớ. Và những hình này nhiều khi nó không liên quan đến nghề của mấy bạn, nhưng mà nó giúp cho mấy bạn tư duy làm cách nào để vẽ được những hình này mà khi mà chỉ học một vài lệnh cơ bản ban đầu thôi. Thì sau đây mình sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn thực hành bài tập này nhé. Đầu tiên thì mình thực hành bài tập từ hình 1.1 đến hình 1.5 trước cho mấy bạn xem. Rồi. Ở hình đầu tiên thì mình dùng tọa độ tương đối ha, là x phẩy y. Và hầu như năm hình này đều dùng tọa độ tương đối x phẩy y hết ha. Rồi, đầu tiên mình vẽ đường line đúng không? Vẽ đường line L enter. Đối với hình 1.1 ha. Có một điểm bất kỳ. Hay di chuyển bấm F8 để cho chuột nó thẳng lại. Rồi, sau đó mình gõ vô 100. Đó, 100 thì nó rất là dài ha. Nó dài lý do là mình chưa thiết lập khổ giấy ha. Thành ra là ở đây mình phải thiết lập khổ giấy trước. Vì ở bài này nè, họ cho là tỷ lệ 1:2 ha, tỷ lệ 1:2 mà mình chưa thiết lập khổ giấy. Thì bây giờ mình bắt đầu mình thiết lập khổ giấy. Thiết lập khổ giấy bằng cách nào? Bằng cách là gõ lệnh và MV set up ha, MV set rồi bấm Enter. Rồi dòng lệnh đầu tiên nó hỏi là enough paper space, thì tại đây mình trả lời là no thì bấm chữ N ha, Enter. Vì nó hỏi là vào không gian giấy vẽ không, mà mình vẽ AutoCAD thì vẽ trên không gian mô hình, thành ra mình không vào không gian giấy vẽ ha. Không gian giấy vẽ chỉ là trình bày để in thôi. Thành ra đây mình trả lời là no, Enter. Tiếp theo nó hỏi là Enter unit style, là chọn hệ đơn vị. Thì ở đây có 5 hệ đơn vị, thì ở Việt Nam mình thì dùng hệ mét. Thành ra mình chỉ chọn là chữ metric ha, chính là cái hệ mét. Gõ chữ M, Enter. Và tiếp theo ở đây nó có một dọc tỷ lệ ha. Thì ví dụ tỷ lệ nè, 5 thì gõ tỷ lệ 1/5 á, thì gõ số 5, tỷ lệ 1/1 thì gõ số 1. Vậy thì tỷ lệ 1/2 á, thì mình gõ số 2 đúng không? Gõ số 2 Enter. Bài tập này gì tỷ lệ 1/2 mà, thì gõ số 2. Tiếp theo nó hỏi chiều rộng khổ giấy. Thì thường khổ giấy A4 á, là 297 210 ha, thì hỏi chiều rộng thì mình đặt, do là khổ đây khổ đứng thì nên mình nhập cái chiều ngắn trước là 210, Enter. Sau đó nó hỏi Enter the paper height, chiều cao của khổ giấy thì đây là 297, Enter luôn. Đó chính là vẽ ra hình khổ A4 ha. Thì khi vẽ tiêu 1:2 thì cái hình lúc này của mình, cái hình ảnh mà nhỏ nè, mình có thể phóng to ra. Thì mấy cái hình ảnh thì có thì các bạn biết sao ha. Tạm thời là mình dựng hình trước đi ha. Rồi. Rồi bây giờ là mình quay lại năm hình đầu tiên ha. Rồi đầu tiên là line nè ha. Line. Từ đây qua đây nè, 100. Từ đây nè ha. Ở đây 100. Rồi. Chiều lên của nó là 50, nhưng mà đây 60. Thì 60 thì mở dưới là 100, thì rõ ra mỗi bên là còn 20 đúng không? Thì mình gõ qua đây 100 nè, thì mình đi thẳng lên đây ha, thẳng đây. Nhưng mà thẳng đây thì nó nghiêng qua bên trái, là nghiêng theo chiều trục x á, mà hướng x là x âm, còn y là y dương. Thành ra mình gõ là x bằng âm 20, y bằng 50 ha. Nhớ không? Có nghĩa mình vẽ đang thẳng từ đây đến đây. Rồi sau mình muốn vẽ từ đây đi lên á, thì mình xác định hai điểm x y. Thì x á, thì đi qua bên trái có nghĩa là âm, còn y thì đi lên trên ha, tại vẽ đường thẳng là xuyên lên trên mà, thì là dương. Thì từ đây qua đây á thì bằng từ đây qua đây, có nghĩa là bằng 20 nè. Rồi 20 là do là 100 này không, trừ cho 60 này thì mỗi bên là do là hình thang cân mà, hình thang đều mà, thì mỗi bên là 20 ha, nó vẽ qua âm 20.
x bằng âm 20, y bằng 50, chiều cao 50 nè. Rồi. X bằng âm 20 ha, phẩy 50, y bằng 50 đó, enter. Đó. Rồi tiếp theo, đoạn thẳng qua đi ngang qua thì 60 ha, 60. Rồi điểm cuối cùng thì mình chỉ rơi chuột vô, bắt dính điểm của nó ha, hiện chữ endpoint bấm vô một cái, enter là kết thúc đoạn là xong. Hình đầu tiên. Tương tự vậy ta vẽ hình số 2, hình số 2 nè. 50, 60, 90 này thấy không? Dễ nè, line ha. Line enter. Rồi, vẽ phần nó kỳ, di chuyển qua 50. À, đi xuống là 60. Đi qua là 90. À, đi lên là 30. Rồi, bắt vô endpoint chỗ này ha, trên chuột vô nè. Nghe nghe điểm endpoint chỗ này bắt vô cái, rồi bấm enter hết lệnh, không? Rồi tiếp tục. Ở đây định mua mấy bạn chưa học thì tính sao ha, ở đây mình muốn giống cho nó điều trước nên mình phải di về qua. Rồi tiếp theo nè, hình này hình 13 nè ha. Rồi đầu tiên là vẽ đường line, đường line này dài 80 đúng không? Rồi đây 80. Rồi tiếp ha, đi lên là 50 nhưng mà đi xuyên qua là 20, thành ra là x bằng 20 nè, phẩy y bằng 50. Enter không? Rồi tiếp tục vẽ thẳng tiếp, do là hình bình hành thì nó này bằng 80 luôn. Rồi rơi vô đây có endpoint là xong. Ở đây mình di chuyển lên, nhưng mà bạn chưa học định di chuyển thì đang biết cái này đi ha, mình sẽ hướng dẫn sau. Rồi tiếp tục hai hình còn lại. Rồi ở đây ta có nhiêu nè, line nè ha, 43 nè, 43. Rồi đi qua là 100. Đi xuống là 34. Rồi đi ngang là 100 ở trên mà trừ cho 70 dưới, thành nó đi ngang là 30 ha. 100 trừ 70 đó bằng 30. Rồi đi xuống. Đi xuống thì là 70, 70 mà trừ cho 34 thì còn là 36 ha, 36, 36. Rồi đi qua 37, 37 ha. Rồi bắt vô endpoint chỗ này thôi, đó là xong. Đi về nó qua. Rồi tiếp theo. Tiếp theo hình này. Rồi, hình này là 50 đúng không? Line nè. 50. Di chuyển cho lên trên, di chuyển chuột sang trái gõ vô 50 luôn. Di chuyển chuột xuống dưới gõ vô 20. Di chuyển chuột qua trái. 50 50 mà ở dưới là 70 130 đúng không? 130 mà ở trên là 100 rồi thì trừ cho 100 còn 30 thì đây là 30 ha. Rồi đi lên 20 lại. Rồi đi qua trái là 50. Đi xuống dưới là 50. Rồi. Ở này là x bằng 30 mà y thì đi xuống dưới là y âm đúng không? Y âm bằng 20 ha. Rồi, gõ vô là x bằng 30 nè, phẩy âm 20 ha. Y là âm 20. Rồi đi qua trái là 70. Rồi sau đó bắt endpoint vô đây, enter hết lệnh xong ha. Vậy là được 5 hình đầu. Tiếp tục mình đi tiếp là 5 hình sau ha. Rồi 5 hình sau thì đối với hình sau thì hình nào mà có độ á, thì mình gõ tọa độ cực tương đối ha, còn nào mà không có tọa độ thì gõ tọa độ không có cho độ á, thì mình gõ là tọa độ tương đối là x phẩy y, còn tọa độ cực là d dấu nhỏ hơn góc alpha ha. Rồi ở đây là tam giác đều, tam giác đều thì là tổng các góc bằng 180 độ đúng không? Thì mỗi góc này là 60 độ ha. Thì mình vẽ line nè. Ha, vẽ line nè. Đầu tiên ha, từ đây ha. Vẽ vô là 60 đúng không? Cạnh là 60, enter. Rồi.
tổng cái góc 60 độ, nhưng mà góc xoay trục nằm ngang là nhiêu? Bên đây mà nè, hình bên đây nè, từ đây đây 60 nè, thì đường nằm ngang này nè, thì góc còn lại là một trăm hai mươi độ, đúng không? Tại vì thẳng một góc nè, một đường cong qua, một đường tròn cong qua là 180 độ, mà ở đây 60 rồi thì đây còn 120 độ ha. Đó. Rồi, ở đây thẳng qua 60 thì gõ, muốn gõ theo chiều này là chiều gì? Chiều này là chiều ngược chiều kim đồng hồ ha. Muốn xoay qua đây cái đường thẳng nè, đây là ngược, ngược, có nghĩa là chiều dương ha. Thì mình gõ vô thì sao? Là chiều dài cạnh là 60 đúng không? Là D đó, D là 60 nè. Dấu nhỏ hơn nè. À, rồi dương, do là chiều dương mình gõ vô 120, enter, thấy không? Đã ra rồi, bắt vô endpoint ở đây gọi là xong. À, xong rồi vẽ tiếp tục vẽ đường này, đường này 20 rồi 30, 20 rồi 30. Rồi ở đây mình vẽ ha, line nó điểm nè, 20 rồi lại 30, di chuyển xuống trên đó, rồi bắt đầu cho tọa độ cực tương đối nè ha. Rồi, góc nghiêng là 30 độ, chiều dài cạnh là 40 đúng không? Mình gõ nè, chiều dài trước 40, dấu nhỏ hơn, rồi 30 độ đây là ngược chiều kim đồng hồ là chiều dương, gõ cho 30 luôn, enter. À, rồi tương tự vậy ngược lại ha, góc đối xứng thì chiều dài cạnh trước 40, dấu nhỏ hơn, giống nhỏ hơn, kỳ này là âm 30 ha, âm 30, âm 30, enter ha. Rồi bắt đầu đi xuống luôn 50 luôn ha, 50 tại vì 20 cộng 30 nè, không là 50 thì đi xuống 50 luôn, 50 enter. Sau đó vẽ đường line bắt điểm ở đây ha, bắt điểm ở đây nè, không điểm nãy vậy mình vẽ 20 á, nó kéo dài qua, mình bắt vô perpendicular là vuông góc ha, rồi bấm enter lệnh đó. Vẽ thêm đường ra đi nữa, enter hết lệnh ha. Rồi bây giờ tiếp theo hình này, hình này cũng góc nghiêng là 30 độ này ha, rồi bắt đầu vẽ chiều dài cạnh là 50 đúng không, thì vẽ line nè ha, rồi từ đây ha, rồi vẽ 50 thì gõ vô 50 trước là D, dấu nhỏ hơn, sau đó gõ vô là 30, enter một điểm, cạnh đi lên là 20, enter. Rồi góc này, góc này thì sao? Thì phân tích cái hình này nè, trục nằm ngang ở đây mà cái góc này là 30 độ thì góc còn lại là 150 độ đúng không? Góc còn lại là 150 độ thì mình gõ vô nè, 50 là chiều dài cạnh ha, 50 dấu nhỏ hơn 150 độ ha, enter đó. Rồi tương tự vậy đi xuống thì sao? Đi xuống nằm ngang đây nè đúng không? Nằm ngang đây thì góc này nè, góc 30 độ ha, thì nó xây hết 180 rồi. Rồi nó lại sẽ thêm 30 độ nữa là 210 độ đúng không? 210 độ. À, mình gõ vô là 50 trước mà chiều dài không, dấu nhỏ hơn. Rồi 210, enter. À, 210 độ rồi đi xuống là 20. Rồi bắt vô điểm endpoint đây nữa là xong. À, rồi tiếp theo. Ban lên ha. Ban là bấm chữ B hoặc là nhấn giữ bánh xe chuột giữa nè, thấy không, nhấn giữ bánh xe chuột giữa nè, như vậy lên nhớ nha, nhấn giữ bánh xe chuột giữa ha, hoặc là bấm chữ B phở ha, enter một cái có hiện hình bàn tay ban lên ha. Rồi ở đây cũng vậy nè, ở chơi đây là tam giác đều ở dưới nè, có cạnh là 40, góc là 60 độ ha. Rồi mình vẽ cái đường này trước ha, rồi vẽ bên đây đi cho dễ thấy, line nè ha, chiều dài là 40, dấu nhỏ hơn 60 độ, một cái đi qua đây luôn là 40 luôn, 40 enter, bắt vô endpoint điểm này xong. Rồi từ đây lên là 80, line nè, 80 80 enter. À, rồi xong bắt vô endpoint này, enter hết lệnh, enter là lệnh từ đây tới đây endpoint ha. Rồi tiếp theo vẽ line nè, bắt vô endpoint đây. À, muốn vẽ được điểm giữa ngay đây á thì bấm, sau khi bấm được lệnh line đầu tiên rồi đó, bấm shift cộng chuột phải, chọn là mid between hai point, điểm giữa hai điểm, giữa điểm nào bấm vô đây ha, giữa điểm end point chỗ này và end point chỗ này, thì lập tức nó bắt vô cái điểm giữa hai điểm đó ha, enter lệnh. Rồi làm lệnh line nha, line enter,
Đầu tiên là bắt endpoint điểm này đúng không? Sau đó bấm shift, nhấn giữ shift ha, cộng chuột phải. Rồi nó hiện ra chữ mid between hai point, điểm giữa hai điểm nè, giữa điểm nào? Giữa điểm endpoint này và điểm endpoint này. Đó thì nó bắt ngay giữa đó, enter nó lệnh. À, rồi mua nó qua. Rồi tiếp theo là nhãn ngôi nhà này là 80 đúng không? 80 với 40 là hình rectangle tăng, một cái đã tăng REC 80,40 ha. Rồi tiếp theo cái đã tăng ở trên là 6 mà đi ra 120 đúng không? 60 120 với lại chiều cao là 6 ha. Rồi rectangle REC 120,6 enter. Rồi bây giờ học sẵn là học lệnh move di chuyển ha. Đầu tiên là gõ chữ M enter. Sau đó chọn đối tượng cần di chuyển, chọn xong thì bấm enter. Sau đó rê chuột bắt vô trung điểm của cái cạnh này ha, cạnh đáy của hình chữ nhật này. Tiếp tục đi rê điểm thứ nhì. Đó. Nhớ là nhấn chuột một lần và buông ra chứ không nhấn giữ con chuột trái nha. Rồi bấm vô trung điểm của cạnh này. Đó, thì nó di chuyển vô đây ha. Còn không á thì mình nếu mà chưa học lệnh di chuyển á thì mình có thể là delete đi ha, chọn này delete nè, mình theo cái này 80 nè, 120 nè, 120 trừ cho 80 thì còn 40 thì mỗi bên đây lòi ra 20 đúng không? Thì bắt đầu nè, mình vẽ nè, line nè. Line nè, enter. Đây nè, ra 20 nè, thấy không? 20 nè. Lên là 6 nè. Nó đi qua là 120 nè. Enter nè, đi xuống là 6 nè. À, bắt vô endpoint chỗ này nè, enter đó, thấy không? Chưa học lệnh move thì vẽ kiểu này cũng được. Rồi tiếp theo vẽ đỉnh. À, đỉnh thì chiều cao đỉnh là 20. Mình vẽ một cái đường ngay giữa trung điểm nè, đi lên là 20 ha. 20. Sau đó vào endpoint vô đây. Enter hết lệnh, enter là lại lệnh. Endpoint đây, vô endpoint đây. Enter hết lệnh, xóa đường này đi, delete. Đó. Vậy là xong hình 10. Rồi tiếp theo vẽ hình cuối cùng là hình 111 ha. Thì hình này quá dễ rồi đúng không? Line L enter, bấm một điểm bất kỳ nè ha, đi lên là 60. Đi qua là 80. Đi xuống là 10 x 8 là 80, cộng 20 là 100, 100 x 80 ở trên vậy là còn 20, nghĩa là đi qua x là 20, 20 nè, phẩy đi qua y là âm. Âm 20 ha. Tại vì 60 x 40 còn 20 mà đi xuống dưới thì âm. Rồi đi xuống 40 nè, 40 enter. Đi qua trái. 10 x 8 ô 1 2 3 4 5 6 7 8 thì đi qua 10 nè, 10 nè. Đi lên 10 nè. Qua 10. À, cái di chuyển hướng nào thì dễ dễ cho nó xuống 10. Mỗi lần ấy là enter nha, mỗi lần di chuyển xong gõ 10 xong enter, đi lên là 10. Enter đi qua trái là 10, enter xuống là 10. Enter, tiếp tục 10, enter, đi lên nè 10, enter, đi qua trái nè 10, enter. Di chuyển chuột hướng nào thì nó đã vẽ theo hướng đó ha, xuống 10 nè, enter, đi qua nữa nè 10, enter, đi lên 10, enter, đi qua 10, enter, đi xuống 10, enter. Rồi bắt vô endpoint cho đây, burband cũng được ha. Đó, vậy là xong hình cuối cùng. Vậy là ta vẽ được bài tập 1 ha. Rồi. Đó, vậy ta vẽ xong được bài tập 1. Rồi chúc các bạn thành công ha. Có thắc mắc gì thì hãy comment với mình bên dưới ha, mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.